Vâng, em xin chào các anh. Em tiếp tục em xả kho một số các cái thớt SA 27 tuner rồi MD, CD của các cái thương hiệu Sony, Denon, Sansui, Technic nhá. Đấy. Em xả kho để chuẩn bị dọn cửa hàng. Như đã thông báo từ trước đó thì cửa hàng nhà em hiện tại là sẽ xong tháng này. Thuê nốt tháng này thì ở 57A Nguyễn Hoàng này thì bên em sẽ chuyển sang một cái địa điểm mới, có thể là sẽ sang sang bên Phúc Diễn cách đây khoảng tầm 1-2 km gì đấy. Đấy, nói chung là quanh đây thôi, để là những cái anh khách quen thì anh có thể là anh ấy quá bộ qua một chút để anh ấy mua hàng. Đấy, vì các anh cũng quen địa chỉ ở đây rồi thì nhiều khi mình đi xa quá thì nó đã mất khách mất, thì là bên em sẽ thuê ở gần đây thôi. Đấy thì là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Này là em xả 6 cái thớt này nhá. Giá gọi là giá coi như là bán vừa xả kho thanh lý thôi, không bao sống chết nha các bác, về các bác tự test nhá. Đầu tiên là con đền ông này nhá, con này là con CD đền ông. CD đền ông. CD đền ông này là con UCD S10. Đấy, con này thì bình thường ra nếu như mà CD nó cắm điện nó lên ấy thì là bên em bán khoảng tầm 900 nhé, nhưng mà con này hôm nay em bán xả là giá là đi 750. Bác nào mua thì báo em nhé, em kho bán cái này coi như bán tù mù không bao sống chết nhé. Thì bác nào đấy thì đấy, à mà thôi tiện có cái ổ ở đây thì em cắm thử luôn nhé, nên cái đây cái nào có dây thì cắm thử luôn xem nó có lên không. Đây vẫn lên điện này các bác này, vẫn ra vào được này. Để thử cái đĩa xịn của Nhật này xem nó có đọc không. Tuột dây mất rồi, chờ em tí. Gửi đĩa vẫn ra vào nhưng mà hình như là đĩa không đọc nhé, đĩa không đọc nhé. Các bác về các bác, cái này vẫn còn bụi lắm, thì trong này vẫn còn rất là bụi này. Các bác về các bác thử bỏ ra các lau mắt xem nhé, ở trong này nó rất là nhiều bụi, về để em chưa vệ sinh chưa lau dọn gì đâu. Các bác về các bác tự ấy nhé, đây rất là nhiều bụi này. Đấy, thì các bác về các bác thử lau cái mắt đi xem nhé. Đấy. Ok, vẫn là giá là 750 nhé. Đấy, bác nào mua đâu em. Cái thớt này là thớt tiếp theo, là một cái thớt MD của Sony. Cái thớt này thì chịu không thử được rồi, bởi vì là đây là dòng thớt thớt này nó phải chạy cấp bẹ cơ, nó cấp nguồn bằng cấp bẹ đấy. Cấp bẹ đấy, cấp nguồn từ cấp bẹ đưa xuống dưới âm ly để lấy điện đấy. Thì con này là con MD của con Sony 717 nhá. Bác nào mà cần thì là bác nào mà đang có cái bộ Sony 717 mà đang thiếu thớt MD thì mình có thể lấy bộ này về để mình bổ sung nhá. Đấy. Đấy thì con thớt MD này cả bộ Sony 717 nó khoảng tầm 7 triệu 6 triệu rưỡi gì đấy, độ hàng đẹp chia đều ra thì nó mỗi thớt nó phải rơi khoảng tầm 1 triệu đi, đúng không? 4 thớt là 6 với cả đôi loa cứ cho là khoảng 3 triệu đi, thì còn lại 3 triệu thì các thớt chia đều ra, đúng không? Nó phải tầm 800-1 triệu một cái thớt này. Mà thôi em bán cái thớt này coi như bán xác nhé, em bán cái thớt này là 300. Này, bác nào mua alo em nhé, thớt này em bán 300 để lấy cái giấy ghi cái giá vào không lại quên mất. Nhiều khi em quay không em hay quên giá đó. Đây ok này, hôm nay là 13 tháng 6 nhỉ. Thớt này là thớt số 1 là 750k. Thớt này là thớt số 2, 13 tháng 6. Thớt này là 350k. Đấy, tiếp theo là ở đây là một con CD nữa của Denon. CD này là con 77S. Đây cơ tạm được có lên điện nữa nhé.
bác nay em bán tù mù không bao sống chết đâu nha, còn đây là em cắm điện thêm cho các bác thôi nhé, xem nó sống hay không thì báo lại luôn. Nhiều khi mà mình bán không cắm điện, nên ví dụ như nó về nó dùng được thì không sao, mà về không dùng được thì nó lại thành ra là bảo bán lừa đảo của nó kia, nó cũng khó lắm. Đây vẫn lên điện nhá, vẫn lên điện quá hơi mờ nhá, chữ này vẫn có này. Đĩa có ra vào được nhé. Con này còn đọc đĩa luôn các bác này. Đây, con này còn đọc đĩa luôn. Đây nhá. Đây các bác về mà xem cái quắc nó bị ấy thì có thể là do cái kính này nó mờ, hơi nước có vào gì đấy thì là các bác đấy đi nhá. Đấy, đĩa nó vẫn em đang thấy vẫn nhảy dây này. Đây kính nó hơi bị sáng quá nên nó không nhìn thấy. Đấy nhá. Đây hình như không hẳn là mờ đâu, mà nó do cái ánh đèn nó chiếu nó bị phản sáng nữa. Đây, các bác nhìn dây vẫn đang nhảy không? Đấy nhá. Thì cái thớt CD này bình thường là những con mà nó chạy cả điện nó đóm lên đầy đủ mà có cả chạy dây chạy ấy như này nhá, thì là những cái này nó khoảng tầm 1.3 1.4 mà cái thớt CD này về đây nó 7W7F mà dòng dòng này là dòng nó không chạy cáp mà nó chạy chạy rời hết, nguồn rời hết như này, các bác có thể thấy nguồn rời hết như này. Thì những cái bọn mà nguồn rời như này lúc nào nó cũng là hàng đắt tiền hơn, cao cấp hơn cái bọn chạy cáp. Này, cái bọn này sau đi các bác quay một cái chân của em. Đây nhá. Thì là tất cả những cái này là nó những cái con này ấy, thì nó đều là những cái dòng chạy nguồn rời như này mà nó không chạy cáp vẹ như này, đều những cái dòng cao cấp hơn của cái bọn dàn chung. Đấy thì thường là giá sẽ đều cao hơn. Đấy, những cái con ví dụ như những con dàn chạy cáp vẹ của Kenwood của Đến Nông nó chỉ khoảng tầm 3 triệu, thì những cái bộ này phải tầm khoảng 6-7 triệu, nó đắt gấp đôi luôn. Đấy, nên về cái mặt sưu tầm thì cái CD này nó sẽ giá trị hơn. Đấy, còn tất nhiên đây là hàng mà em chưa nấu dọn đâu, các bác về các bác cũng phải nấu thêm nhé, dọn thêm nhé. Thì bình thường những cái này là khoảng 1.3 triệu một cái CD này, thì em bán con CD này em bán nó là đi 690k nhé, 690k. Đấy, đây là thớt số 3. Hôm nay là ngày 13 tháng 6. Thớt số 3 ngày 13 tháng 6. 690k nhá. Đó là lấy cái thớt này để báo em tất cả những cái thớt này em cũng nói luôn, em bán thanh lý nhá. Xả kho thanh lý em không có bảo hành đâu, em bán được giá gọi là tù mù không mắc không chết, và điện này em test thêm, em cắm thêm đâu. Con tiếp theo là một con tuner, con MD của Sansui này, Alpha 7 nhé, và đây là Alpha 7. Cái này nó lại chân cắm này, biết là có cái chân nào không để em thử kiếm có cái dây nào cắm nữa nhé. Hy vọng là cái dây này cắm được. Dây này em không kèm theo cái thớt này đâu, các bác về các bác thử kiếm dây nhá. Em cái này là em cắm em thử nghiệm đâu. Đâu là giá bán thanh lý này là không có dây dợ gì đâu. Em có sao bán vậy không? Ok, là vẫn lên nguồn. Vẫn báo điện này. Báo điện nhé, nhưng mà hiện tại là bấm power không thấy lên này. Đấy, thớt này là thớt rời sang xui mã Alpha 7 nhé. Bác nào mà cần lấy con này về để lấy về tự mày mò nhé, thì là báo em nhé. Hiện tại tình trạng là vẫn có điện vào nhưng mà không nên bấm không lên nguồn này. Thớt số 4 13 tháng 6. Thớt này bình thường là khoảng 800. Thôi con này em bán sản xuất thanh lý là
300k. Các bác nào mua Noel nhé. Đấy, tiếp ở đây là một cái tuner của Technic. Tuner để nhìn đẹp đấy. Tuner này rất là đẹp luôn. Dùng phay này. Nguyên khối luôn. Ôi dồi ôi. Các bác thấy không? Rất là đẹp nhé. Đây. Đây là số 8 này. Đây mình ghi đây số 8 này. Đây. Nhân bóc băng dính đi các thứ nó sẽ còn rất là đẹp luôn. À, cái này mình về mình lau nốt cái băng dính nhá. Đấy. Cái này chắc là lần trước là các bạn nó không có dây số 8 nhưng nó ghi là thiếu dây số 8 cái gì đấy. Thớt này là thớt tuner. À, vẫn lên điện này. Đèn sáng luôn. Đấy. Đấy nhá. Lên điện đầy đủ luôn. Được chưa? Ok nhá. Ở con này thì tuner của nó FM 90. Đấy. Trưng bày rất ok luôn. Đẹp. Đẹp. Chân mạ vàng luôn. Technic GT70 này là dòng cao cấp đấy. Nhìn cái thớt của nó thì các bác có thấy nó khác biệt hẳn với các cái con khác này. Một mình nó một ấy luôn. Bình thường những cái thớt này nó khoảng tầm 1.4 nhá. Trong GT70 nó rất là hiếm. Đây là cái giá trị tầm nó rất là cao. Nhưng mà thôi. Xả rẻ luôn. À, thớt số 5. 13 tháng 6. À, con này em bán giá 600k. Mà 500k đi. 500k. Đó là mua con thớt này Aloe em nhé. Đấy. Tiếp ở đây là một cái thớt CD của Sansui. Cái này về mà nắp nó hơi ấy này. Các bác về các bác ấy nó ra nhé. Còn nó ra nhé. CD đúng không? À đây là tuner các bạn, tuner. Tuner của Sansui Alpha 7 tuner nhé. Không phải CD ạ, tuner ạ, em nhầm ạ. Cái tuner. Đấy, cái tuner này thì đây có thể tuyển một lên thôi nhé. Lên này. Đấy, ok luôn nhé. Đấy. Cái này em 90. Đấy. Cái thớt này thực ra thì là mặt nó hơi xấu. Thôi bán rẻ luôn. Khoảng bình thường con này hàng đẹp. Có cả hồi gỗ này, con này có cả hồi gỗ này, cái xi nó chắc là mất xi rồi. Mà cái có hồi gỗ này về các bác dán lại xi nhá. Những cái dòng hồi gỗ này những dòng cao cấp đấy. Này các bạn nó có hồi gỗ này là cao cấp luôn đấy. Mà cao cấp là mới có hồi gỗ, còn bình thường không có hồi gỗ đâu. Thì những con này bình thường là khoảng 1.5 triệu, 1.2 triệu tùy từng đợt hàng về. Có đợt hàng về thấp nhất là nó đâu khoảng tầm 900. Đấy thì với cái con này thớt số 6 này nhá thì là em bán với giá là 400k nhé. 400k. Nếu bác nào mua thì alo em. Xả rẻ hết luôn. Xả nhanh để còn dọn cửa hàng. Sang tháng trả mặt bằng cho nó đỡ phải đi nhiều. Gọn nhẹ. Đấy, 1 2 3 4 5 6 cái. Bác nào mà lấy thớt nào thì là báo em nhé. Thì là giá để em có ghi rõ ràng ở đấy rồi đấy. Lấy thớt nào thì là em chuyển thớt đấy thôi. Tất cả cái thớt này em cũng phải nói luôn là em bán sản kho thanh lý nhé. Không sống chết đâu. Đấy là test cắm điện test thêm thôi. Đấy thì là bác nào mua thì alo nhé. Số điện thoại 0979891682 hoặc là 0966 594581. Và địa chỉ cửa hàng thì ở tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Xin chào các anh và xin hẹn gặp lại các anh ở những cái video tiếp theo bên em.